Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 3 tháng 7, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Lúc 4 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 3 tháng 7, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1. Trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, nhất là việc biến thể mới BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước. Đêm 2 tháng 7, Công an tỉnh Điện Biên thông tin vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã triệt phá thành công hai đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng gồm Sùng A Say, sinh năm 1992, Vừ A Nu, sinh năm 1998, cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, với tang vật thu giữ là 510.000 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 48,96 kg, 38 bánh heroin với trọng lượng 13,3 kg, 1 kg ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động, cũng như bắt giữ Lầu A Chía sinh năm 2003 và Lầu A Giàng sinh năm 2002 cùng trú tại bản Hán Tàu, xã Chiền Sơ, huyện Điện Biên Đông với tang vật thu giữ tại chỗ là 10 bánh heroin với trọng lượng 3,5 kg và 2 điện thoại di động. Sau quyết định của Tòa án tối cao hôm 1 tháng 7, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA sẽ có ít quyền hạn hơn trong việc hạn chế khí thải CO2 từ các nhà máy điện, một trong những nguồn chính gây ô nhiễm. Theo New York Times, ông Biden gọi phán quyết này là quyết định tàn khốc nhằm mục đích đưa Mỹ đi ngược lại xu thế cắt giảm khí thải. Trọng tâm trong kế hoạch khí hậu của Tổng thống luôn thay thế các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân đã bị xóa khỏi dự luật chính sách nội địa ở Thượng viện vào năm 2021. Sau đó phía quyết định của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, thành viên đảng Dân chủ của bang West Virginia, ngay cả trong hành pháp, Tổng thống Biden cũng phải hy sinh chính sách cắt giảm khí thải với đề xuất cho phép 11 giàn khoan dầu khí đốt ở vịnh Mexico và bờ biển Alaska trở lại khai thác trong vòng 5 năm tới. Nguyên nhân chính do giá nhiên liệu tăng cao gây căng thẳng cho nền kinh tế Mỹ. The Mail on Sunday đưa tin, Trinidad đã bị buộc tội phá hỏng một khu vực lịch sử của trung tâm thành phố Manchester, Anh, khi một tòa nhà mà anh mua để biến thành khách sạn 4 sao vẫn đang bị bỏ rơi trong tình trạng hoang phế. Trước đó, năm 2020, Trinidad đã mua lại một tòa nhà có lịch sử từ năm 1907, nhưng cho đến nay một phần trong dự án chủ khách sạn Bestana CR7 đầy tham vọng vẫn chưa được khởi công. Theo đó, Hội đồng thành phố Manchester không hài lòng với hiện trạng tồi tệ của khu vực, cho rằng việc dự án chậm triển khai sẽ ngăn cản các doanh nghiệp khai thác đầu tư tại khu vực. Manchester City sắp hoàn tất một thỏa thuận sẽ làm đầy thêm ngân quỹ của đội và biến The Citizens thành đội bóng hoàn tất chuyển nhượng nhanh nhất trong lịch sử. Theo đó, Man City sắp hoàn tất thương vụ bán với giá 52 triệu euro, chính là con số dự định trả cho Leeds United, để tuyển mộ Calvin Phillips và cũng là những gì Arsenal có thể trả để có Gabriel Jesus. Giới truyền thông cho rằng thỏa thuận giữa Man City và Chelsea có thể được công bố chính thức trong vài ngày tới. Thương vụ hoàn tất với số tiền 52 triệu euro sẽ có tác động rất tích cực tới đội chủ sân Etihad. Chỉ 2 ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Manchester City đã trở thành một trong những câu lạc bộ chuyển nhượng nhanh nhất mùa hè này.